Cảm ơn các anh chị đã đăng ký kênh, theo dõi kênh và cũng như là các anh chị đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Điện Máy Aha. Video hôm nay, Điện Máy Aha sẽ báo giá cho các anh chị những chiếc nồi nấu bún của tháng 4, giá mới nhất của tháng 4 năm 2023. Vì sau những năm kéo dài, cái nguồn vật tư tăng rất là cao và Điện Máy Aha cũng sẽ cập nhật lại giá cho các anh chị, giá mới nhất của những sản phẩm tốt và đang được rất nhiều khách hàng yêu chuộng dùng để nấu bún. Có thể là nấu nhiều loại bún, ngoài Bắc thì rất nhiều món là bún sườn, rồi bún bò Huế, rồi vân vân, và nhiều loại bún khác nữa, bún riêu. Thì quý chị theo dõi hết video để có thể ta có thể tham khảo, nắm bắt được những giá của những nồi này để khi chúng ta mở quán hay là mua nồi, chúng ta không bị bỡ ngỡ và cũng như không bị mua bị hớ. Thì đây, trên màn hình các chị đang theo dõi đây là có mấy loại nồi nấu bún phổ thông, là từ nồi 20 lít cho đến nồi 120 lít. Những nồi này thì đang có rất sẵn ở các kho của Điện Máy Aha. Em xin báo giá nhanh những chiếc nồi nấu bún này. Là nồi nấu bún 20 lít loại nhỏ nhất. Nồi này thì hay dùng để trần bún, trần rau sống, rồi vân vân. Nói chung là để trần. Thì nồi này đang bán giá chỉ có 2.600.000 đồng. Nồi 30 lít này, đây bên cạnh là nồi 30 lít. Nồi này cũng hay để dùng để trần. Ngoài trần bún thì nồi này đang bán giá 2.900.000 đồng. Nồi này thường một số anh chị ngoài Bắc thì hay mua thêm để dùng để trần bát nữa, nhúng bát để cho nó nóng bát. Có thể miền Nam thì các chị không gặp phải, nhưng mà miền Bắc thì người ta hay phải mua để trần bát, nhúng bát để cho bát nó nóng. Khi ta cho chan nước bún vào thì nước khách hàng cầm vào bát bún không bị cảm giác là bát nó lạnh. Tại vì bát nó lạnh thì người ta nghĩ là ăn bún nó nguội, người ta không thích. Đấy là cái thói quen ăn uống của người ngoài Bắc. Tiếp theo là chiếc nồi 60 lít và 50 lít. Thì nồi 60 lít đang được bán với giá là 4.600.000 đồng cho một chiếc nồi nấu bún 60 lít. Nồi 50 lít thì đang được bán với giá là chỉ có 4.100.000 đồng các chị nhá. Rồi tiếp theo là nồi 80 lít đây. 80 lít này thì bên em đang bán với giá là chỉ có 5.100.000 đồng. Nồi 100 lít thì bên em nồi nấu bún 100 lít thì Điện Máy Aha đang bán với giá là chỉ có 5.900.000 đồng. Và nồi một nồi bún 120 lít thì bên em đang bán giá là chưa đến 7 triệu đồng. Và các chị đã có một nồi nấu bún có thể ninh được xương, dùng hai chức năng, vừa nấu bún vừa ninh xương được. Đấy, đấy là cái hai chức năng của nó, thì là đang bán giá chỉ có chưa 7 triệu đồng. Tất cả những sản phẩm em báo đây đều là giá chưa bao gồm tiền ship. Nồi nhỏ thì ship từ 50 đến 60 ngàn, rồi nồi lớn, nồi to này có thể ship được 200 ngàn tùy từng tỉnh. Và những giá sản phẩm này đều là những báo giá nồi điện liền các chị nhá. Anh chị lưu ý em là nồi nấu bún điện liền. Điện liền là nghĩa là sao? Có điện liền là anh chị nhìn đây, phần điện điều khiển gắn liền ở đít nồi đây anh chị nhá. Nồi điện liền cũng là phần điện gắn liền ở đít nồi. Anh chị nhìn đây, đây bên cạnh em đây một chiếc nồi điện liền này. Còn phía sau thì nếu mà các chị muốn đặt những chiếc nồi lớn mà dùng tủ điện rời thì sẽ cộng thêm nồi, nếu mà nồi nhỏ có tủ điện rời, có nghe hộp điện rời hoặc tủ điện rời thì sẽ giá là khoảng 600 ngàn cho những chiếc nồi nhỏ. Còn đối với những cái nồi lớn 100 lít đến 120 lít thì có giá một chiếc tủ thêm, giá nồi có tủ điện là khoảng từ 1 triệu đến 1.200.000 đồng. Đấy, tùy từng nồi. Các chị có thể theo dõi hết video hoặc tham khảo video khác của Điện Máy Aha về những chiếc nồi nấu bún mà có tủ điện rời thì các chị sẽ hiểu rõ hơn nữa về sản phẩm này. Cảm ơn các chị đã đăng ký kênh và theo dõi kênh của Điện Máy Aha. Cảm ơn các anh chị.